strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay mút mát của bạn Shiner để chơi thử mấy cái bóng mới nè mà. Nó ở cái chế độ sự kiện thì nó ra được cái bóng mới này. Anh em coi Facebook thì chắc cũng biết được hình ảnh các kiểu rồi. Đây nó có cái bánh khủng long. Bóng khủng long này với lại bóng bóng đôi cánh. Bóng đôi cánh với lại bóng khủng long, rồi không biết cái tên, nó tên Trung Quốc, không biết sau này dịch ra như thế nào. Nhưng mà cái bóng này nó nằm trong sự kiện nha. Bóng khủng long này thì dịch ra nó là bóng Yagu, chỉ có thể nhận được thông qua các hoạt động liên kết Diamond Dragon chứ. Kiểu như là bóng sự kiện á, khi kết hợp có quả bóng trên sân thì nó sẽ tạo ra được gọi là cái dũng khí sẽ được tạo ra theo các ngôi sao của hai quả bóng. Bóng sẽ hấp thụ một lượng dũng khí nhất định để hoàn thành quá trình tiến hóa. Đó, nó tiến hóa nè anh em. Nó từ cái con khủng long nó đổi thành cái con gì khủng long có sừng nè anh em. Nó từ khủng long con thành khủng long chúa. À, anh em mới thấy mình kích hoạt kỹ năng thức tỉnh đó. Thì nó từ con khủng long con này nó hóa trao thành khủng long chúa. Thì nếu mà theo như cái mô tả thì nó sẽ là sau một cái lượng số tầng nhất định nó sẽ hóa thành cái con khủng long chúa đó anh em à. Và cái khủng long thường thì nó bắn đạn nhỏ nhỏ, và cái con khủng long chúa nó sẽ bắn cái hiệu ứng lốc xoáy. Tất cả các quả bóng có tổng giá trị là một dũng khí, và việc triệu hồi các quả cầu quái thú Yagu sẽ giữ nguyên tiến trình tiến hóa. Tức là số tầng không bị thay đổi ha. Số tầng không bị thay đổi khi mà mình mua hoặc là mình ghép vô. Mình ghép vô thì nó tăng lên thôi, ý là nó không có bị giảm đi. Theo như mô tả là vậy, không biết là gặp giao chép thì nó thế nào. Nhưng mà ở đây là theo như mình cứ ghép vô là nó cứ tăng số thôi, nó không giống như là bạo độc hay là vòng sáng đồ các anh, nó giống con vòng sáng anh em à. Nhưng mà chưa biết là nếu mà nó bị giảm chấm thì cái số tầng nó có bị mất hay không. Đó, nó cũng hơi mới lạ ha. Đây cái bóng còn lại là để mình coi cái bóng, từ từ mình coi cái kỹ năng thức tỉnh của nó đã anh em à. Thì để xem cái kỹ năng thức tỉnh nè, mình có dịch dịch Google dịch nhưng mà không biết là nó có đúng hay không thôi. Khi mà hợp nhất hai quả bóng Yagu mình, Yagu là cái bóng khủng long đó, khi hợp nhất hai quả bóng khủng long ba sao thì các quả bóng trên sân sẽ tạm thời hóa thành dạng Tyrannosaurus chiến đấu theo và gọi pháo năng lượng để tạo ra một khu vực nhiệt độ cao dọc theo tuyến đường. Quái vật trong khu vực nhiệt độ cao sẽ nhận được gia tăng thiệt hại. Tức là đây, nó sẽ triệu hồi ra một quả cầu nham thạch làm cho cái tuyến đường nó bị nóng lên. Thì những cái con quái với lại mấy con quái nó sẽ bị chắc là bị kiểu như là bị thiêu đốt, sẽ bị tăng thêm, gây thêm lực sát thương. Thì cái kỹ năng thức tỉnh thì nó chỉ là triệu hồi một cái quả cầu thiên thạch làm cho cái tuyến đường đi nó nóng lên thôi, giống kiểu như là đốt nóng vậy đó. Đây nó tiến hóa rồi nè anh em. Đó, sau khi mà nó tích đủ cái số tầng là nó sẽ tiến hóa từ con khủng long con thành cái con khủng long trung niên này, con khủng long vừa, thì nó vẫn bắn ra cái cục kiểu như là cục thiên thạch, nhưng mà cục thiên thạch này nó to hơn cái cục ban đầu. Cục này giống cục kẹo ha, không cục lửa. Thì nó từ cái con khủng long con vậy thì nó phải ghép khá là nhiều, nó phải ghép lên tầng, nó ghép lên 100+ này nó mới tiến hóa được thành khủng long vừa. Cũng khó chơi ha, cái này cần phải ghép nhiều nè. Đó là cái bóng của khủng long. Thì tí nữa là mình nghĩ là nếu mà ghép tiếp lên thì nó sẽ tiến hóa tiếp anh em mà. Nó có 3 dạng: khủng long con, khủng long thanh niên và khủng long trưởng thành. Trưởng thành thì nó khả năng nó bắn cái lốc xoáy khi mà anh em, giống như là anh em ghép cái kỹ năng thức tỉnh á. Ghép hai bóng 3 sao vô á, đây nè. Nó trưởng thành là nó sẽ coi là cái con này nè anh em à. Tí nữa ghép xong đủ số tầng thì nó mới được ha. Còn hiện tại nó mới là thanh niên thôi, từ con chuyển thành thanh niên thôi. Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép tiếp. Cái số tầng nó không có bị giảm ha, cứ ghép là nó tăng lên nhiều anh em à. Giống như cái con SZ thì phải. Con SZ nó hút nhiều bản thể thì nó tăng số lên. Thì cái con khủng long này nó cũng tăng số như vậy, nó không có giảm ha. Ui, nó bắn tên lửa nè anh em.
Nó tới được cái giai đoạn bắn tên lửa này, nó bắn từ mấy cái viên đạn nhỏ nhỏ giờ nó bắn thành mấy cái cục tên lửa luôn này anh em. Ngon đấy chứ. Nó nhiều cấp độ ha. Mỗi một giai đoạn nó lại có một cái kiểu bắn khác nhau. Ok, còn cái bóng để xem coi là mình ghép lên xem coi nó có. Ồ, rồi tiến hóa thành trưởng thành rồi nè, 200 230. Ồ, lên 230 mới trưởng thành được. Đây, nó đành cái con hoàn thiện nè, nó bắn ra cái lốc xoáy nè, giống như là anh em ghép thức tỉnh đó thì nó sẽ trưởng thành luôn. Nhưng mà thức tỉnh thì nó có thêm cái hiệu ứng đốt cháy đường đi nữa. Còn ở đây là nó trưởng thành rồi nha. À, hình dạng cuối của con khủng long nè. Hình dạng đầu là hình dạng khủng long con, hình dạng hai là khủng long thanh niên, hình dạng ba là khủng long trưởng thành đó. Ghép thức tỉnh thì nó chỉ là thêm được cái thiên thạch làm cho tuyến đường đi nổi đỏ thôi. Ok, mình sẽ qua cái bóng thứ hai để xem coi cái hiệu ứng của nó là gì ha. Cái bóng thứ hai giống như bóng súc bọt hơn anh em. Cái bóng thứ hai này giống cái dòng bóng súc bọt thôi. Bóng bóng này là bóng gì đây? Cái bóng đôi cánh này thì có thể nhận được thông qua các hoạt động liên kết, vẫn là bóng sự kiện ha. À, tự tạo thành một bong bóng riêng thay thế những quả bóng xung quanh để hấp thụ các cuộc tấn công tới. Khi số lượng hấp thụ đạt tới giới hạn tối đa, nó sẽ chuyển hóa tất cả các năng lượng hấp thụ thành một mũi tên thần thánh và bắn vào một quả bóng ngẫu nhiên ở phía trước của đối thủ, làm hoa mắt đối thủ trong một khoảng thời gian. Bóng này lạ lạ ta, tức là kiểu làm cho đối thủ bị choáng nè. Nhưng mà nãy giờ mình có thấy nó bắn qua bên đối thủ được cái gì đâu ta, chưa hiểu lắm chỗ này. Để mình đọc lại nha. Nó chỉ nhận được thông qua hoạt động liên kết là rồi nè, quả bóng sự kiện nè. Tạo thành một bong bóng thay thế những quả bóng xung quanh để hấp thụ các cuộc tấn công tới. Anh em để ý xem coi nó có kiểu gì làm lóa mắt đối thủ là sao, không biết lắm ha. Khi số lượng hấp thụ đạt tới giới hạn tối đa, nó sẽ chuyển hóa thành năng lượng hấp thụ thành một mũi tên thần thánh bắn vào một quả bóng ngẫu nhiên ở phía trước của đối thủ, làm lóa mắt mục tiêu trong một khoảng thời gian. Nhưng mà mình chưa thấy bắn vào đối thủ gì cả, mình chỉ thấy là ghép kỹ năng thức tỉnh thì nó bắn ra một cái đôi cánh vào cái mấy con quái thôi à. Để mình xem cái kỹ năng thức tỉnh của nó là gì đây. Nó còn một cái bóng tên lửa nữa thì để lần sau mình sẽ trải nghiệm cho anh em ha. Đợt này thì trải nghiệm trước cái con khủng long với lại đôi cánh này, hợp nhất hai quả cầu thiên thú à. Dịch ra nó lại là thiên thú 3 sao, sử dụng ánh sáng tím trên đường để che đường đi của quái vật trong một khoảng thời gian. Khi ở trong ánh sáng tím hoàng đế, lợi ích của quái vật sẽ không hợp lệ. Kiểu như là nó sẽ phá mấy cái hiệu ứng được bút của con quái vật đó anh em à. Kiểu như là những cái con quái mà nó có các cái hiệu ứng mà cường công, hiệu ứng chạy nhanh, hiệu ứng bắn miss, hiệu ứng giáp đó, thì cái bóng đôi cánh này nó sẽ phá giải các cái hiệu ứng đấy. Thì theo như lời đồn thì dùng cái bóng đôi cánh này đi chung với cái bóng vô cực, nó sẽ giúp DK5 trong cái chế độ hợp tác mới. Nhưng mà tất cả chỉ là lời đồn thôi, cần phải lên được cái chấm cao thì khả năng mới có thể chứng minh được. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng chắc cũng cao đấy, tại vì cũng có mấy anh đài là lên được chấm cao rồi, chưa biết thế nào. Nhưng mà nếu như thế thì nó sẽ gọi là nó sẽ làm cho các cái hiệu ứng của quái hả. Nhưng mà nó phải ghép kỹ năng thức tỉnh vô nó mới phá giải được, chứ còn hiệu ứng bánh chay thì không thấy nó phá giải. Không lẽ phải ngồi ghép liên tục thì cũng không đúng, tại vì nó kêu là ghép 2 quả cầu 3 sao và nó mới ra tạo ra được cái ánh sáng miễn nhiễm hiệu ứng rồi giải trừ hiệu ứng cường công của bọn quái vật á. Nhưng mà treo K5 thì ai mà ngồi mà ghép liên tục được ta, cũng căng ha, chưa biết được thế nào ha. Anh em cần phải kiểm chứng thêm. Với lại cái bóng này nó chưa ra bản quốc tế, nó là cái bóng sự kiện thì mình nghĩ là chắc là bên quốc tế lại không mua rồi, không mua cái bản quyền sự kiện, đâm ra là sẽ phải thành một cái hình dạng nhái nhái, giống như là cái bóng hai mặt nó nhái cái bóng siêu nhân đỏ của bên kia đó, rồi cái bóng sương gió báo tuyết gì đấy nó nhái nhái cái bóng siêu nhân xanh. Nói chung là chắc là phải hàng nhái thôi, và nó sẽ chưa có ra liền ở bản quốc tế đâu. Nếu mà không hợp tác thì nó chưa ra đâu anh em à. Mình không biết là nó hợp tác với cái gì ở đây, hợp tác với Pokemon hả ta.
thì không rõ lắm, nhưng mà hiện tại là không có ở bản Trung Quốc thì nó ra cái bóng sự kiện, và cái bóng này thì không mở được nha. Nói vào vòng cái dòng bóng sự kiện là bắt buộc phải nạp tiền rồi đó, chứ không có thể nào mà mở rương mà ra được đâu anh em. Mà nói chung là ra thì cũng phải dân có điều kiện thôi. Còn em cày chay thì no hope với những cái bóng này nha. Những cái bóng này là những cái dòng bóng phải hiến máu mới có được, chứ không có cái kiểu mở rương như là mấy cái bóng kia đâu. Thì đó, thì nói chung là cái dịch ra thì nó cũng không đúng lắm đâu, nó cần phải chờ về bản quốc tế thì may ra mới hiểu được. Nhưng mà anh em coi video clip thì mình nghĩ là chắc cũng hiểu được nôm na về cái hiệu ứng của cái con hiệu ứng của cái bóng này. Coi nôm na thì chắc vẫn hiểu được, chứ còn hiện tại thì nó chưa có ra bản quốc tế nên chỉ coi ở chơi của bạn Trung Quốc này trải nghiệm thôi. Đó thì chơi cái đồ thử nghiệm thôi, chứ còn tiền đâu mà mà triệu hồi được mấy cái bóng này. Ai kích hoạt kỹ năng thức tỉnh nè, vẫn sốc được đang con boss ha. Con boss nó chết nhanh ghê luôn đó. Hiệp 5, hiệp 6 rồi. Nói chung là mấy cái bóng này đang ở level 18, chế độ thử nghiệm mà, cho nên là nó sẽ rất là mạnh. Thì đó, cặp cái con boss khóa này là bên con robot nó đuối rồi nè, này đang nắm với máy thôi, đến trải nghiệm mà. Thì mình cũng cố gắng là ghép các cái kỹ năng thức tỉnh của hai cái bóng này cho anh em kiểm chứng rồi đó. Cũng hình dung ha, mình nghĩ là coi hết cái video clip này là sẽ hiểu được cái kỹ năng của nó thôi. Thì mấy cái dòng bóng triệu hồi không, nó bắn ra cả cái lốc xoáy luôn chứ nó không phải triệu hồi nữa. Cái lốc xoáy này cái hiệu ứng của nó cũng lâu phết đó nha. Không biết là nếu mà dùng tịnh hóa thì sao ta? Dùng tịnh hóa thì nó có làm cho mất cái hiệu ứng của cái lốc xoáy này không thì không rõ lắm. Nhưng mà mấy cái dòng bóng triệu hồi thì khả năng là đi boss thế giới là ngon đấy anh em à. Hiệp thứ bảy rồi nè, mấy cái dòng bóng triệu hồi thì anh em để ý là mấy cái dòng bóng triệu hồi như bom bay, đường cát là đi đánh boss thế giới ngon nha. Nếu mà mấy cái bóng này ra thì có khả năng là sẽ dùng đi đánh boss thế giới là cũng ok phết á. Ok, thì chắc là trận đấu cũng sắp kết thúc rồi. Con boss bên kia nó đuối rồi anh em, mà ở đây cũng lên được chấm khá cao rồi. Nếu em coi video clip tới thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Nếu em có chia sẻ gì thì có để lại dưới phần comment. Boss hy sinh rồi, chắc mình kết thúc video clip tại đây ha. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.